Cái tên của công ty của mà bạn đang làm là gì? À, hoặc là như cô nói là tại vì sao là ở tâm hay sao hẻo, chứ không tại như đông hay sao á. Ở tâm hay sao hẻo là cái nơi như là cái công ty như thế nào, thì bây giờ cô đi là hỏi tên đi cho nó dễ ha. À, tại như đông hay sao y đâm đi mùa hẻo, cái công ty mà bạn, cái tên công ty bạn đang làm là tên tên gì, là gì gì đó hay sao, hay Samsung LG gì đó, vân vân. Đây các bạn nhớ là động từ thì hiện tại nha. Hiện tại đi với gì đây, nhưng còn mình có quá khứ và tương lai nữa. Ví dụ như cái hồi nãy là cái nơi mà tôi sẽ đi là cái nơi nào đó, cái nơi mà tôi đã đi đó chẳng hạn, thì là gì, bữa đó mình học xong cái đó sẽ vài bài 70 bài 11 gì đó, thì lúc đó mình tìm hiểu sao ha. Đi đi thân trình tới đâu mình học cái đó để mình làm, mình luyện cho nó ok. Chứ mà cô cho các bạn luôn á, trên trên bảng này á, thì là gì đây, đôi lúc mình chưa có luyện tới mình sẽ quên, thì hôm nào mình học tới đâu, đâu mình học luyện tới đó là sẽ ok ha. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn vài câu để làm thử ha. Giữa cái cấu trúc là hồi nãy và cấu trúc bây giờ nha. Đó, đối với động từ chi định ngữ thì mình cũng liên tưởng như là tính từ thôi. Nhưng mà đây là động từ thì hành động. Đó, thay vì là gì những cái gì dẹp bư tà, xem mi tà, thì bây giờ là những cái hành động như tà, ni tà, san tà, vân vân, một vân, chỗ, a ha tà, tất tần tật, mọc tà, vân vân. À, bây giờ câu thứ nhất, các bạn ghi cho cô ha. Cái bánh mà bạn đang ăn là bánh gì vậy? Cái bánh mà bạn đang ăn là cái bánh gì vậy? Cái bánh mà bạn ăn ấy là bánh gì vậy? Cái bánh mà bạn ăn là cái bánh gì vậy? Bạn kia mới trả lời là bánh bao. Rồi bây giờ tiếp theo. Wow. 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 Ở trước nhà hàng, xếp hàng, rồi có rất nhiều người đợi này. Wow, ở trước nhà hàng, xếp hàng rồi có rất nhiều người đợi này. Là xếp thành hàng đấy, và có rất nhiều người đợi đây. Ở trước nhà hàng, xếp hàng và có rất nhiều người đợi đây. Xếp hàng và có rất nhiều người đợi đây. Bạn kia mới bảo, vâng, vì nhà hàng này nổi tiếng nên là luôn luôn, nên là luôn luôn nhiều khách. Vì nhà hàng này nổi tiếng nên là luôn luôn nhiều khách.
Vì nhà hàng này nổi tiếng cho nên là luôn luôn nhiều khách. Câu tiếp theo, người uống cà phê là Yuna à? Bạn kia mới bảo không. Không. Không phải người đang uống cà phê, người uống cà phê. Không phải người uống cà phê mà là người. Mà là người dọn dẹp vệ sinh. Không, không phải người đang uống cà phê mà là người đang dọn dẹp vệ sinh. Rồi câu tiếp theo. Bây giờ công việc Bây giờ công việc của bạn làm là gì? Bây giờ công việc của bạn làm là gì? Bây giờ công việc của bạn làm là gì? Bạn kia mới trả lời. Tôi vẫn chưa đi làm. Tôi vẫn chưa đi làm. Tôi vẫn chưa đi làm. Bây giờ vẫn còn đang học tiếng Hàn. Vẫn chưa đi làm, bây giờ vẫn ở đây, còn đang học tiếng Hàn. Tôi chưa đi làm, bây giờ vẫn còn đang học tiếng Hàn. Tôi chưa đi làm, bây giờ vẫn còn đang học tiếng Hàn. Còn đang học tiếng Hàn.
Rồi, câu tiếp theo. Hôm nay thời tiết như thế nào? Bạn kia mới bảo hôm nay thời tiết hình như hơi lạnh, hình như hơi lạnh một chút. Hôm nay thời tiết hình như hơi lạnh một chút. Rồi, câu tiếp theo. Cái món này ngon không? Bạn kia mới bảo ngon, rất là ngon, nhưng mà hình như hơi cay. Rất là ngon nhưng mà hình như hơi cay. Rất là ngon nhưng mà hình như là hơi cay. Câu tiếp theo. Sinh nhật của mẹ khi nào? Sinh nhật của mẹ khi nào? Bạn kia mới bảo sinh nhật của bạn khi nào? Rồi thêm một câu hỏi này nha. Vào ngày sinh nhật của mẹ, bạn có về quê không? Vào ngày sinh nhật của mẹ khi nào? Và thêm một câu hỏi nữa là vào ngày sinh nhật của mẹ, bạn có về quê không? Bạn kia mới trả lời.
Tuần sau là sinh nhật của mẹ. Vào tuần sau là sinh nhật của mẹ. À, thêm cùng một cái tuần sau thứ tư nhé. Vào tuần sau thứ tư là sinh nhật của mẹ. Vào tuần sau thứ tư là sinh nhật của mẹ. Chấm. Thế nhưng vào thứ tư tôi có tiết học. Thế nhưng vào thứ tư tôi có tiết học. Nên là hình như sẽ không thể về. Nên là hình như sẽ không thể về quê. Rồi, câu tiếp theo. Cô ấy hình như là người Trung Quốc. Cái hình như là người Trung Quốc. Bạn kia máy trả lời. Không. Cô ấy là người Việt Nam. Rồi các bạn làm thử giúp cô nha. Có gì không hiểu các bạn cứ hỏi hoặc là có gì quên bà để cô đi lên bảng nha. 46 rồi, bây giờ cho các bạn 10 phút ha. Câu số 3 à? An đọc ghi xong chưa? Đọc hộ bạn Quỳnh lại hộ cô đi An. An đọc, An ơi, sao ghi xong chưa? Đọc hộ bạn Quỳnh số 3, câu số 3 cho cô đi An. Sơ sơ tả à, chun sơ tả
bài các bạn làm đi ha.
Rồi bây giờ cô gọi sữa nha. Bây giờ Quỳnh với lại Ngọc đi. Quỳnh với Ngọc làm xong chưa? Xong cô, em đang giữ em bé. À, làm tới đâu rồi? Em xong rồi con. Ngọc làm được bao nhiêu câu này Ngọc? Dạ. Lại Ngọc làm được câu nào chưa em? Là thôi làm đại có gì cô sửa nha con. À, cứ làm đấy cũng sao, mình đây là trên lớp mà. Rồi bây giờ từ nó có bao nhiêu câu đi Quỳnh? Có 8 câu cô, từ câu À, 1 tới câu 8. bốn câu đầu tiên ha. Rồi, bạn nào đọc tiếp đi. 어떤 추락은 과연 먹고 있어요? À, câu như thế nào đây? Cô chưa nghe rõ. 어떤 추락의 과연 먹고 있어요? Câu tiếng Việt là gì? Câu tiếng Việt của cô, Ừ. cái bánh này Bạn đang đang ăn là làm cái cái bánh bánh gì? gì nhớ cô? À, bạn đang ăn ăn cái bánh mà bà ăn là cái bánh gì? Dạ. À, mình có một gì đấy? Một nướng bằng một sâm băng gì đó, hoặc là ở tân băng này một sâm băng. Ngô sâm băng y về đó. Cái bánh mà ghi bạn ăn đi, một nướng băng đó, mình có bạn ăn giống như là cái bánh mà ngon mà xích nướng băng, nó tương tự như thế đó. Đây là cái động từ, cái bánh là ăn, bánh là còn ăn nữa là cái bánh gì thì ở đây đây, một nướng băng á, một sâm băng gì đó. Mang tôi dèo. À, mạnh tươi vậy ạ. Rồi, câu số 2. Wow, 식당 중서 앞에 많은 사람들이 기다리고 있어요. À, wow. 식당 식당 중서 앞에. 앞에, phải앞에 trước nha. À, thấy chưa cô? À, đúng rồi, tại vì đang trước trước nhà hàng, đứng trước nhà hàng mà. À, gì đây, xếp hàng trước nhà hàng thì sẽ phải xếp tăng ập the, xếp tăng ập the chun so so. Rồi gì đây, Mà nên 사람들이 mà nên sao làm từ đây tiếp.기다리고 있어요. Cái câu tiếng Việt của cô là gì? Ở trước nhà hàng xếp hàng và có rất nhiều người đợi. Xếp hàng rồi và gì đây, có rất nhiều người xếp hàng rồi và có rất nhiều người đợi, thì rất nhiều người đợi thì mình có nhiều người đợi. Khi ta ri nương xà đam mạnh này à, đó thì chỗ này mới có động từ định ngữ, có động từ này. Khi ta ri nương xà đam, rất nhiều người đợi. Đây, khi ta đi là nhiều người đợi, sarami mạnh á, mạnh này rồi, người đợi có rất, người đợi có rất là nhiều đó. Thì ở đây, đây định ngữ của động từ, các bạn cứ nghĩ nó giống như là định ngữ có tính từ chia bình thường, đây có động từ, đây có danh từ, thì chỗ này là định ngữ. Rồi bây giờ câu tiếp theo. Y ship tăng y yu mong hệ so sarami mã này. À, hoặc là mình muốn chia định ngữ thì mình có là Nhà hàng này Isatani nổi tiếng nên là có nhiều khách. yu. Isatani yu Sarami mã này. mang hệ so. Yu mang hệ so, cho nên là mình có nhiều khách, mình có thể là sonim hay là sara gì cũng được ha. Sonim là khách đấy, hoặc là sara cũng có, nên là có nhiều người sarami bạn na. Rồi, câu số 3. 커피는 맛있는 사람은 유나예요? 아, đúng rồi, coffee를 마시는 사람은 유나예요, hoặc là유나씨예요, được là bạn유나. Yuna vậy vậy đó. Chung cư hai chị nào Không không không, cái câu cốp phi đơn mã xin Instagram vụ này đó, thì mình trả lời như thế nào đây? không phải là người uống cà phê.
아니요. 아, 아니요. 이 사람 마셔는 À đúng rồi, coffee đâu mà xin xà đàn đi. Anh đi. coffee 마셔는 아, 안 맞아요. 아니에, 아니에, 아니에요. 아니에요. Mà là gì đây? Người đang dọn dẹp vệ sinh, chân xô. Trong số는 Chân사람이 xô Hà Ninh. Tại vì chân xô Hà Tà mà. Thì là gì đây? Bỏ tà ra thêm nhân vào chân xô Hà Ninh, Sarami vậy. Sarami vậy. Đó. Không phải là người đóng cà phê mà là người dọn vệ sinh. À. Rồi câu số 4. Chi công gì đây em? À, chi công Hà Ninh.